Xin chào cháu. Cháu có thể giới thiệu một chút về bản thân được không ạ? Cháu tên là Hà, năm nay 17 tuổi. Ở xã Vân Hà, huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội. Ok, thế cháu thấy công việc nuôi chim của cháu là như thế nào? Thay vì nuôi gà, nuôi chim thế nào vui và nhà này. Thế là nuôi chim thì có hiệu quả về kinh tế và thu nhập như thế nào hả cháu? Ok. Thế nhưng khi mà cháu nuôi như thế này thì những khách hàng của cháu là những khách hàng như thế nào hả cháu? Đó là khách hàng chơi chim cảnh và khách hàng mua chim cu về để sinh sản. Thứ ba là như chú biết, thịt chim hiện nay là một món ăn rất là đặc sản và nổi tiếng. Thank you.
yêu sao tiếng gáy chim cu, gầy đà bể nước lời ru của bầm. Vườn chim cu gáy miền Bắc Vũ Văn Thao tại Ba Vì, Hà Nội xin kính chào quý khách. Chúng tôi chuyên cung cấp giống chim cu gáy mang ngỗng, phấn hồng, âm giọng, bộ mã được tuyển chọn rất kỹ càng. Ngoài ra chúng tôi cung cấp các loại chim cảnh như chim đa đa, trẻ than, chảo màu, chim khuyên. Bên cạnh đó, chúng tôi cung cấp các sản phẩm từ quê hương núi Tản Ba Vì, con giống đà điểu, cây chanh tứ quý và phân bò sữa ủ men vi sinh. Website chimcugáyhay.com hoặc bạn có thể tìm kiếm chim cu gáy hay trên YouTube và Facebook. Hotline 01635 305 982, 0989 177 982. Với phương châm bảo vệ uy tín, giữ chọn niềm tin, xin trân trọng cảm ơn.